Rồi, đây là anh chủ quán mình được mang tên là Ngọc Tùng Mobile. Đấy. À, mọi người nhớ lưu cái cốt này vào nhé. Khi thoảng buồn thì cứ nạp tiền vào đây. Mình cũng không cản mọi người đâu. Đấy. Nhìn toàn cảnh thì nó rực rỡ như thế này này. Không chê vào đâu được cả. Tuyệt vời luôn. Đi vào sâu bên trong một chút thì chúng ta sẽ nhìn thấy một anh áo xanh và một anh áo vàng. Tính ra thì hai anh này đang làm chung với nhau. Và sau đây anh em sẽ được chứng kiến một màn ảo thuật, anh mình sẽ reset con máy về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất. Đây, và các bạn ấn vào đây này. Đầu tiên các bạn ấn đây. Cài đặt này. Đấy là phần bổ sung này. Bổ sung này. Sau ra siêu ra là đặt lại này. Đặt lại này. Đây là xóa mọi dữ liệu này. Xóa mọi dữ liệu này. Đây là sao lưu khôi phục này. Đúng rồi. Đấy, thì mình xóa đi. Xóa đi. Đấy. Đây xóa thì vào đây nó sẽ cài đặt lại. Cài đặt lại hệ thống là cài đặt. Đấy, nếu mà mình muốn xóa trắng máy thì mình xóa tất cả dữ liệu mà. Rồi xóa hết tất cả này. Và bây giờ bước tiếp theo là chúng ta chờ đợi nhá. Bây giờ mình sẽ quay cái thứ khác một lúc nữa, sau thì mình sẽ giúp mọi người vào cách cài đặt một con máy mới, phải bắt đầu những cái thứ gì nhá, một cách chi tiết luôn.